mọi tổ chức, mọi cá nhân, mọi doanh nghiệp, mọi nhà sản xuất phải nhận thức được điều đó. Thế thì cái giá trị của nó, bởi vì mình cũng nói lại là cái tài sản trí tuệ này nó là một gì đó rất vô hình, không phải là mọi người nhận thức được ngay, thế nên phải có cả một quá trình nhận thức. Còn theo ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam thời gian qua đã được quan tâm, dù các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý vẫn còn rất ít. Nhưng nếu so với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đang đứng thứ hai chỉ sau Thái Lan. Tuy vậy, bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài vẫn còn hạn chế. Cái đăng ký nước ngoài rất quan trọng để có thể đảm bảo về thị trường nước ngoài. Thực tế thấy nếu mà không đăng ký về lịch sử về cho đặc sản nước ngoài thì sản phẩm chúng ta xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài sẽ bị cái hàng rào ngăn cản cái việc xuất khẩu đó. Các chuyên gia cảnh báo không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa chỉ dẫn địa lý ở những thị trường có tiềm năng xuất khẩu, doanh nghiệp người sản xuất sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả xấu. Điển hình là nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam có thể bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm đoạt đăng ký trước. Bài học mất thương hiệu của cà phê Buôn Ma Thuột là một minh chứng. Tháng 6 năm 2011, nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam từ năm 2005 đã bị một công ty Trung Quốc đăng ký độc quyền nhãn hiệu trên lãnh thổ Trung Quốc. Mặc dù lý lẽ thuộc về Việt Nam, nhưng chúng ta cũng phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đi đi kiện đòi lại tên Buôn Ma Thuột. Rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra với nước mắm Phú Quốc, kẹo dừa, bánh tre. Bên cạnh đó, một nguy cơ nữa cũng có thể xảy ra, đó là hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam có thể bị quy kết là hàng giả, hàng nhái của doanh nghiệp nước khác khi không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, những rủi ro này đều xuất phát từ việc các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Việt đã không nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu của nước ngoài, và điều này cần sớm thay đổi. Việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nói chung và với nhãn hiệu nói riêng đòi hỏi nguyên tắc là phải càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt đăng ký cho sản phẩm của mình, cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tại cái địa bàn mà nó được đăng ký. Nếu chúng ta chậm chân thì rất có thể những dấu hiệu đó mà ở Việt Nam nó chỉ dẫn địa lý nhưng bị những người khác có thể vô tình, có thể hiểu ý người ta đã mang đến đăng ký ở người khác. Trong những trường hợp đó thì chúng ta gặp vô vàn khó khăn để có thể hủy bỏ được hiệu lực của cái nhãn hiệu đó tại cái nước sở tại, hay là tốt hơn nữa là để đăng ký cho chúng ta. Điều này nó đòi hỏi các địa phương, các doanh nghiệp phải hết sức chú trọng đến quyền của mình, dự đoán được xem là hàng hóa của mình sẽ được phát triển tại thị